Tại sao nói con người có thể thay đổi? Trước hết, chúng ta hãy cùng xác định các vấn đề cần tranh luận. Thầy nói rằng con người có thể thay đổi. Không chỉ thế, ai cũng có thể hạnh phúc. Đúng vậy, không có ngoại lệ. Chúng ta sẽ tranh luận về hạnh phúc sao? Trước hết, tôi xin hỏi về thay đổi. Con người, ai cũng mong muốn thay đổi. Tôi cũng vậy. Và có lẽ, nếu ra hỏi những người qua đường ngoài kia, họ cũng có cùng câu trả lời. Tuy nhiên, tại sao mọi người lại đều muốn thay đổi? Câu trả lời chỉ có một, là vì người ta không thể thay đổi. Nếu có thể dễ dàng thay đổi, sẽ chẳng ai mất công mong được thay đổi cả. Con người dẫu có muốn cũng không thể thay đổi được. Chính vì thế mới có không biết bao nhiêu người bị lừa bịp và có tôn giáo mới, các buổi hội thảo, tự khai sáng kỳ quặc, rao giảng về việc có thể thay đổi con người. Tôi nói không đúng sao? Vậy tôi xin hỏi ngược lại cậu. Tại sao cậu cứ khăng khăng rằng con người không thể thay đổi? Tại sao ư? Vì thế này, trong đám bọn tôi, một con một cậu cứ giam mình trong phòng suốt bao năm nay. Cậu ấy muốn ra ngoài, và nếu được, cô muốn có một công việc nữa. Cậu ấy rất muốn thay đổi bản thân mình hiện giờ. Với tư cách bạn bè, tôi xin đảm bảo cậu ấy là một người rất chăm chỉ và sẽ có ích cho xã hội. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ ra khỏi nhà. Chỉ cần bước một bước ra ngoài là tim cậu ấy bắt đầu đập nhanh, chân tay run lẩy bẩy. Đó hẳn là một chứng bệnh tâm thần. Muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Theo cậu, lý do gì khiến cậu ấy không thể ra ngoài? Tôi không rõ lắm, có thể là do quan hệ với cha mẹ, hoặc cậu ấy từng bị sỉ nhục ở trường, ở nơi làm việc, dẫn đến sang chấn tâm lý. Hoặc có khi ngược lại là do cậu ấy được nuông chiều thái quá. Nói tóm lại, tôi cũng không tiện dò hỏi kỹ quá khứ và hoàn cảnh gia đình cậu ấy. Tóm lại là, trong quá khứ của người bạn cậu đã xảy ra một sự kiện trở thành nguyên nhân gây sang chấn tâm lý hay gì đó. Và kết quả là cậu ấy không thể ra ngoài được nữa. Ý cậu là vậy phải không? Tất nhiên là vậy. Trước mọi kết quả đều có nguyên nhân, có gì lạ cơ chứ? Vậy, giả sử nguyên nhân cậu ấy không dám ra khỏi nhà là do hoàn cảnh gia đình hồi nhỏ. Giả sử cậu ấy lớn lên đã bị cha mẹ ngược đãi mà không hề biết đến tình yêu thương. Vì vậy, cậu ấy sợ tiếp xúc với người khác, không dám ra khỏi nhà. Chuyện có thể là như thế chăng? Nhiều khả năng là như thế. Chuyện đó hẳn sẽ gây ra sang chấn nặng nề. Và cậu nói, trước một kết quả đều có nguyên nhân. Nghĩa là cậu cho rằng tôi của lúc này là do có sự kiện trong quá khứ quyết định. Tôi hiểu như vậy, có đúng không? Tất nhiên, nếu hiện tại của tất cả mọi người đều do có sự kiện trong quá khứ quyết định, như cậu nói, thì chẳng phải sẽ lạ lắm sao? Nếu những người bị cha mẹ ngược đãi khi còn nhỏ mà lại không có kết quả, giống như người bạn của cậu, tức là không giam mình trong phòng, thì sẽ không hợp lý. Quá khứ quyết định hiện tại, nguyên nhân chi phối kết quả là như vậy phải không? Thầy muốn nói điều gì? Nếu chỉ chú ý đến nguyên nhân trong quá khứ, giải thích sự việc chỉ bằng nguyên nhân, vậy thì sẽ rơi vào quyết định luận. Nghĩa là, cho rằng hiện tại, rồi cả tương lai của chúng ta đều đã được quyết định và có sự kiện trong quá khứ không thể thay đổi được. Có phải vậy không? Vậy ý thầy muốn nói là, quá khứ chẳng liên quan gì? Đúng vậy, đó là quan điểm của tâm lý học Eller.